Những thông tin giá cả thị trường nông sản sẽ tiếp tục chương trình ngày mới sáng nay. Mời quý vị cùng cập nhật. Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ từ 1.000 tới 3.000 đồng một ký trên cả 3 miền so với hôm qua. Hiện giá heo hơi cả nước được thu mua trong khoảng 66.000 tới 77.000 đồng một ký. Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng từ 66.000 tới 70.000 đồng một ký. Tại miền Trung và Tây Nguyên, từ 67.000 tới 74.000 đồng một ký. Tại miền Nam đang là từ 72.000 tới 77.000 đồng một ký. Do miền Trung liên tục chịu lũ lụt khiến giao thông tắc nghẽn, nhiều chuyến bay phải hoãn, hủy chuyến nên việc vận chuyển rau củ quả từ Đà Lạt cung ứng cho thị trường Hà Nội không đáp ứng đủ nhu cầu. Chính vì thế những ngày gần đây giá rau xanh, củ quả tươi trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tăng giá từ 3.000 tới 8.000 đồng một ký, có loại tăng gần 10.000 đồng một ký so với thời điểm đầu tháng 10. Giá các loại rau như bắp cải 25.000 đồng một ký, bí xanh 25.000 đồng một ký, bí ngô 15.000 đồng một ký, củ cải 15.000 đồng một ký, rau mồng tơi 10.000 đồng một bó nhỏ. Rau mồng tơi 10.000 đồng một bó nhỏ, rau muống 10.000 đồng một bó nhỏ, rau cải ngọt 25.000 đồng một ký, cà chua giá 25.000 đồng một ký, các loại rau mùi như hành ngò, rau thơm khoảng 50.000 đồng một ký. Nguồn cung hạn chế với diễn biến thời tiết thất thường như năm nay thì rất khó dự báo cho sản lượng rau xanh trong thời gian tới. Giá tiêu hôm nay trong khoảng từ 51.000 tới 54.000 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, tiêu hiện được thu mua với mức 52.000 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 51.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đồng Nai thì giá tiêu cũng ở mức 52.000 đồng một ký, giữ nguyên. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu ở mức 54.000 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu được thu mua với mức 53.000 đồng một ký, giảm 500 đồng một ký.